Rồi mình xin chào các bạn. Thì hôm nay thì đã là hai tây tháng 5 rồi. Và hôm nay mình làm cái video này để mình dự báo chính xác là cái giá ga tháng 5 nha các bạn. Thì do vừa rồi mình cũng có một số công việc nó hơi bận nên mình ra video hơi trễ. Thì cái ở những video trước thì mình dự báo giá ga nó có thể tăng, mà nó tăng tầm 20 đến 25 ngàn. Đó là cái thời điểm mà mình xem cái giá nó lúc đó là ngày 25 tây thôi. Khoảng ngày 25 tây. Nhưng đến cái ngày những ngày cuối thì cái giá ga ở thế giới nó tăng lên. Đó, nó tăng lên tới 105 đô trên một tấn là các bạn. Và đó do đó thì cái giá ga trong nước mình á, thì nó cũng cũng tăng, và nó tăng cũng khá nhiều. Thì các bạn lấy 105 đô đó, các bạn nhân với giá đô á, là 23.000, thì các bạn ra là 1 kg vậy là 2.000 mấy rồi các bạn. Và các bạn nhân lại cho một bình ga là 12 kg thì nó sẽ ra cái giá nó tăng tầm là 30 mấy ngàn đó. Và cái giá chính xác mà đại lý nó báo mình á là 34.000 một bình 12 kg nha các bạn. Thì mình nhận cái giá báo giá chính xác á là qua tin nhắn, và đại lý gửi cho mình á là lúc đó cũng khoảng gần 8 giờ tối rồi. 8 giờ tối 30 tháng 4 mới gửi cho mình. Đó. Bởi vì giá ga nó tăng cũng hơi nhiều và đại lý nó mới giữ phút cuối luôn đó các bạn. Và hôm nay thì mình báo chính xác nha, là nó tăng một bình 12 kg là 34.000. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Rồi, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.